mừng các bạn đến với buổi livestream của thẩm mỹ viện Giang Hồ. Chúng ta cùng gặp một vị khách hàng vừa mới thực hiện xong dịch vụ là bấm mí vĩnh viễn lấy mỡ cộng với mỡ gốc mắt trong. Dạ em chào chị. Dạ. Chị ơi, mình vừa mới phẫu thuật xong đúng không chị? Dạ đúng rồi chị. Chị có thể chia sẻ cho em được biết là mình có đau hay là có lo lắng gì trong suốt quá trình làm không ạ? Dạ không chị, hoàn toàn không có đau. Dạ. Dạ, chị ơi, theo em cũng được biết là gần đây nhất là mình cũng đã từng đi bấm mí ở một cái nơi nào rồi đúng không chị? Chị có thể chia sẻ cho mọi dạ, người biết. Em bấm được 2 lần rồi nhưng mà nó vẫn trở lại, cho nên hôm nay em đến thẩm mỹ viện Giang Hồ làm lần em rất ưng rồi chị. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Và chị ơi, mình vừa mới làm xong thì đường nét nó vẫn còn hơi sưng ha, nhưng mà chúng ta có thể nhìn kỹ đôi mắt của chị rất là hài hòa, rất là tự nhiên và đặc biệt là rất là hợp với khuôn mặt của mình. Góc mắt đã được mở rộng ra và sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi cái sự thay đổi của chị rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn.